chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh đầu tư thịnh vượng thế thì các cổ phiếu midcap như bất động sản chứng khoán đầu tư công hay thép khi nào có sóng chắc hẳn là sự băn khoăn rất lớn của anh chị và các bạn khi thời gian qua thì nhóm này chỉ đi ngang với biên độ hẹp anh chị nào cầm các cổ phiếu này thì lợi nhuận rất thấp thậm chí là lỗi nhẹ bởi vì dòng tiền hiện tại vẫn đang có xu hướng tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng thế nên các cổ phiếu midcap thì dòng tiền chưa luôn phiên qua thật sự là mạnh mẽ vậy khi nào dòng tiền luôn phiên qua các cổ phiếu midcap và bắt đầu nhóm này có sóng tăng mạnh mẽ thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên là về cái xu hướng của thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thế thì khi mà thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay thì mình thấy xu hướng của thị trường thậm chí đã đã tích cực hơn xu hướng của những phiên trước đó bởi vì phiên hôm nay dòng tiền đã bắt đầu lan luôn chuyển mạnh hơn ở các cổ phiếu ví dụ như buổi sáng thì luân chuyển sang các cổ phiếu thép như là NKG, HSG hay buổi chiều thì có luân chuyển sang các cổ phiếu bất động sản ví dụ như Novaland là đóng cửa hơn 5% này hay các cổ phiếu như DIG thì cũng đóng cửa hơn 2% Thế nên là dòng tiền đã có cái sự dịch chuyển sang các cổ phiếu midcap rồi Đồng thời là cái nhóm này vẫn đang giữ được cái form nâng đáy Mẫu hình VCP nâng đáy Thì cái xu hướng trong sideways của các cổ phiếu này thì sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều và một cái vấn đề của thị trường hiện tại đó là thanh khoản của thị trường đang ở mức tương đối là thấp bởi vì chúng ta đang giao dịch quanh hai tuần gần Tết và gần Tết thì nhà đầu tư có xu hướng là rút tiền ra khỏi thị trường để lo công việc sắm sửa Tết hay thậm chí chỉ đơn giản là rút tiền ra để tổng kết chốt lời cái hiệu quả đầu tư trong một năm mà thôi. Hoặc có một số anh chị thì lo ngại đó là trong 7 ngày nghỉ Tết thì thì có thể là xuất hiện cái thông tin xấu ảnh hưởng đến danh mục của mọi người, thị trường có thể giảm sau Tết nên là mọi người bán ra chốt lời đó là cái lý do cũng như là những nguyên nhân làm cho thị trường ở cái vùng này thanh khoản rất là thấp, chỉ dao động khoảng tầm 18 đến 19.000 tỷ trong một phiên mà thôi. Còn mình đánh giá xu hướng của thị trường ấy là nếu tích cực nhất thì trước Tết có thể lên cái vùng kháng cự quanh 1.200 này, còn việc thị trường đi ngang tích lũy quanh cái vùng 1.200 này hay là thị trường sẽ điều chỉnh lại ví dụ như về quanh 1180 này thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cổ phiếu mất cáp và các bộ cổ phiếu bất động sản trong thời gian tới bởi vì là các cổ phiếu động, các cổ phiếu ngân hàng ấy là trong cái thời gian vừa qua các cổ phiếu này đã làm hoàn thiện cái nhiệm vụ của mình của mình đó là kéo thị trường vượt cái kháng cự quanh 1130. Đây anh chị nhìn này, cái kháng cự quanh 1130 này là các cổ phiếu ngân hàng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất xuất sắc khi mà đã kéo thị trường vượt được kháng cự này rồi thì trong thời gian tới các cổ phiếu ngân hàng sẽ bắt đầu đi ngang nghỉ ngơi và có quá trình tái tích lũy lại thì mới có thể bước vào cái sóng tăng mới còn các cổ phiếu midcap thì đã có cái quá trình tích lũy tương đối là lâu anh chị nhìn này cổ phiếu đĩa cửa thì đã có quá trình tích lũy là hơn tầm 2 tháng rưỡi rồi hay là thậm chí là nhóm chứng khoán cũng vậy tích lũy khoảng tầm từ hai tháng rưỡi cho đến ba tháng rồi thì các cổ phiếu này có thời gian tích lũy đủ lâu thì khi có dòng tiền vào thì các cổ phiếu này rất dễ là có cái nhịp bứt phá mạnh. Vậy cụ thể từng cổ phiếu như thế nào và dòng tiền khi nào tham gia mạnh thì mình sẽ nhận định luôn ở thời điểm hiện tại thì đối với nhóm bất động sản thì hôm nay có cổ phiếu Novaland là cổ phiếu mà uh, gọi là tiên phong đầu tiên bởi vì là cái dòng tiền vào Novaland phiên hôm nay quyết liệt, giá cổ phiếu thậm chí là còn vượt được cả các vùng hỗ trợ như các đường MA20 và đường MA50. Đồng thời là cái dòng tiền vào rất là mạnh mẽ thì đối với cái cổ phiếu Novaland này anh chị nhìn kỹ này cổ phiếu đã có 6 phiên tích lũy hay là test cái vùng hỗ trợ quanh 1000 quanh vùng giá 16 không thủng thế nên khi cổ phiếu tích lũy và có cái 6 phiên test cái vùng giá 16 không thủng thì phiên hôm nay dòng tiền bắt đầu tham gia trở lại. Thế thì xu hướng sắp tới của cổ phiếu Novaland, nếu cổ phiếu Novaland thực sự khỏe thì trong những phiên sắp tới có thể cổ phiếu sẽ về luôn cái đỉnh cũ quanh khoảng tầm giá 18 này là cái kịch bản thứ nhất. Sau đó thì cổ phiếu sẽ có quá trình đi ngang. Đây ví dụ cổ phiếu đi ngang rung lắc quanh cái vùng hỗ trợ này sau đó mới bật tăng tiếp là cái xu hướng đầu tiên. Còn đối với cái xu hướng tiếp theo nếu như cổ phiếu thật sự là um, cái lực cung bên trên nhiều ấy thì cổ phiếu chắc chắn là sẽ có cái quá trình xử lý cản quanh cái vùng giá khoảng tầm 17 năm. Bởi vì anh chị biết được cái vùng này cũng là cái vùng kháng cự cũ của cổ phiếu và khi cổ phiếu lên kháng cự thì chắc chắn là sẽ có quá trình test lại hay là cổ phiếu mới bắt đầu là vượt khỏi cái mây thì thôi anh chị thấy là cái giá hôm nay mới đóng cửa trên mây và khi mà cổ phiếu đóng cửa trên mây như thế này thì cổ phiếu sẽ có quá trình bám cái mây này ví dụ này này bám cái cổ phiếu bám cái vùng mây này đó có thể là thanh khoản vận động cái thanh khoản thấp bám cái mây này sau đó thì mới có vượt được cái kháng cự quanh 17 năm này thì Novaland bên trên là có khá nhiều kháng cự thế nên là cổ phiếu sẽ có cái hai kịch bản và cái cách đánh của cổ phiếu Novaland ấy, anh chị nhìn đó là cả cái nhịp trước cũng vậy nếu tăng thì cổ phiếu cũng tăng rất mạnh đây nếu như tăng này đó tăng thì cổ phiếu cũng tăng này rất mạnh sau đó này lại có nhịp rũ này đó sau đó lại tăng này thì lại rũ này thế nên ấy, là cái nhịp này cũng tương tự như vậy đó là cổ phiếu tăng này sau đó này cổ phiếu lại rũ này có thể là cổ phiếu sẽ tăng tiếp và sau đó thì cổ phiếu sẽ rũ tiếp tương tự như cái đoạn giữa năm 2023 tức là cái cách đánh của cổ phiếu nó là như vậy rồi tăng sau đó lại rũ tăng rồi lại rũ và nếu như anh chị nào mua đuổi cổ phiếu Novaland vào cái đỉnh của cổ phiếu sẽ rất khó chịu bởi vì cổ phiếu rũ ấy là cổ phiếu rũ rất là lâu ít nhất là một tháng còn nhiều nhất là kéo dài khoảng tầm 3 tháng và trong cái nhịp rũ đấy cổ phiếu đánh cho anh chị khi nào không cầm được cổ phiếu nữa anh chị bán ra thì thôi thế nên ấy, là đối với những anh chị nào mua cổ phiếu Novaland thì anh chị nên lưu ý là không nên mua đuổi chỉ mua khi cổ phiếu đang tái tích lũy thôi hạn chế mua đuổi vì cái cách rũ của cổ phiếu này rất là phũ tiếp theo chúng ta sẽ xem qua là cổ phiếu phát Phát đạt này thì cổ phiếu phát đạt là cổ phiếu mình đánh giá tích cực nhất trong nhóm bất động sản bởi vì phiên hôm nay ấy, là cổ phiếu đã có quá trình là rút chân ngang quanh cái đường MA50 đồng thời là cổ phiếu test lại cái đáy ví dụ như anh chị nhìn này cổ phiếu đã test lại cái đáy cũ này đó quay lại đường MA50 đường đáy cũ và một trong những cái điểm tích cực của phát đạt đó là cổ phiếu đã tạo được cái mẫu hình VCP hay là mẫu hình tam giác thì đều được cả bởi vì là cổ phiếu có quá trình nâng đáy khi tích lũy đây anh chị nhìn này cái đáy một này đáy hai này đáy ba thì đáy sau cao hơn đáy trước đó thì và cổ phiếu đang vận động với cái biên hẹp thanh khoản thấp cộng thêm cái một phần nữa là cổ phiếu phát đạt là cổ phiếu kênh trên anh chị nhìn này đó cổ phiếu kháng cự cũ cổ phiếu đã vượt hết rồi thì cổ phiếu đang là cổ phiếu kênh trên vận động trong cái mô hình tam giác này và phiên hôm nay là cái phiên test cung tương đối đẹp của cổ phiếu nếu như ngày mai phát đạt chỉ cần vận động gọi là uh, với cái thanh khoản trên 25 triệu cổ phiếu thôi thì rất có thể là cổ phiếu sẽ bứt phá quanh cái kháng cự này luôn thì đối với cổ phiếu phát đạt nói riêng và các cổ phiếu bất động sản chứng khoán nói chung ấy thì mình đánh giá đó là nhóm này sớm nhất thì có thể trong tuần này là có thể là vào sóng luôn với điều kiện là thanh khoản phải vượt được trung bình 20 phiên gấp đôi hoặc gấp ba thì khi đó cổ phiếu vào sóng mới bền được còn nếu như thanh khoản vượt kháng cự nhưng thanh khoản thấp anh chị nhìn này lên kháng cự nhưng mà thanh khoản một phiên lại chỉ đạt có khoảng tầm là 10 triệu cổ thôi hay là khoảng tầm dao động 15 triệu cổ thôi thì khi đó là cổ phiếu chưa thể vượt được nên là cái điều kiện là cần có cái thanh khoản khoảng tầm là trên 25 triệu cổ thì khi đó cổ phiếu mới có thể dứt khoát vượt được cái vùng này còn nếu như vận động vẫn với thanh khoản thấp lên kháng cự vận động thanh khoản thấp thì rất có thể cổ phiếu sẽ test lại một nhịp nữa sau đó ra tết thì mới có sóng nên là cái việc cổ phiếu vào sóng hay không thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái thanh khoản cũng như là cái dòng tiền tham gia vào cổ phiếu tuy nhiên thì mình đánh giá cái xu hướng của các cổ phiếu bất động sản vẫn là xu hướng nâng đáy để đi lên nên anh chị nắm giữ thì anh chị cần kiên nhẫn đối với các cổ phiếu này, anh chị cứ kiên nhẫn đi. Trong cái vùng đền anh chị cứ mua thăm dò, cứ lấy vị thế dần đi thì sau đó khi mà cổ phiếu vào sóng thì anh chị mới có hàng. Còn nếu như trong cái vùng nền này anh chị cứ sợ, cổ phiếu rung rũ, cổ phiếu đi ngang rồi mình lãi nhẹ hoặc lỗ nhẹ thì khi đó anh chị sẽ không thể nào có hàng khi cổ phiếu đã vào sóng rồi đâu, bởi vì những cổ phiếu này anh chị thấy cái quá trình vào sóng của cổ phiếu này, cổ phiếu tăng mà không tạo để mua luôn, đó anh chị thấy phát đạt này. Thường là vào sóng là tăng thẳng đứng. Đấy, có tăng ấy là sẽ tăng ba bốn phiên liên tiếp. Đây cái nhịp này cũng vậy, tăng các phiên liên tiếp thậm chí không nghỉ luôn. Đó là cái cách đánh của cổ phiếu rồi. Nên anh chị mà muốn tham gia cổ phiếu thì nên tham gia khi mà cổ phiếu đang trong cái quá trình tích lũy đi, đừng tham gia khi cổ phiếu đã bắt đầu vượt rồi. Vượt rồi là mọi người mua sẽ rất khó bởi vì là cổ phiếu không cho điểm mua đâu. Nên trong cái quá trình này anh chị chấp nhận là sẽ uh, chịu rung lắc trong một thời gian thì sau đó là cái nhịp sắp tới của cổ phiếu thì anh chị mới có hàng để ăn được cái chọn cái sóng của cổ phiếu. Tiếp theo một cổ phiếu cũng rất là khỏe trong nhóm bất động sản đó là cổ phiếu DG thì DG là vận động trong cái mẫu hình uh, gọi là kênh giá sideways up thì đối với phát uh, cổ phiếu DG thì phiên hôm nay cũng có quá trình test cung rất là đẹp này. Nếu như anh chị nhìn gần nhất ấy thì đây là đáy hai của cổ phiếu, đáy đề đáy một này. Đấy, đáy một là quanh cái phiên 15 tháng 1 và đây là đáy hai của cổ phiếu, cổ phiếu đã tạo đáy hai thành công. Nếu như nói về chỉ trong vòng 2 tuần thôi thì cổ phiếu đã đã tạo được cái hai rồi còn nhìn xa ra thì cổ phiếu vẫn đang trong cái mẫu hình sideways up này thôi thì đối với những cổ phiếu như Dg hay là phát đạt đấy thì cái yếu tố quyết định cổ phiếu có vượt được cái cản hay không là nằm ở cái vấn đề về thanh khoản và mình đánh giá Dg rất giống với cổ phiếu Dg ở giữa cái giai đoạn tháng um, giữa năm 2023 giai đoạn tầm tháng 7 tháng 8 gì đó thì cổ phiếu cũng trong cái mẫu hình xoay up áp hướng lên này và có quá trình tích lũy là khoảng tầm 3 tháng rưỡi sau đó là có dòng tiền vào anh chị nhìn cái phiên này không đó thanh khoản phiên cái phiên giao dịch đó ấy, là khoảng tầm uh, gần 30 triệu cổ phiếu đó 43 triệu cổ phiếu đó nên cái yếu tố thanh khoản là cái yếu tố rất quan trọng trong cái phiên đó anh chị nào không muốn mua trong cái bên sideways App thì khi nào anh chị thấy cổ phiếu bắt đầu có cái dòng tiền mồi vào thì anh chị vào cũng được tuy nhiên thì cái biên lợi nhuận nó sẽ mỏng hơn Như anh chị mua ở từ cái vùng nền thì cái cổ phiếu DG à, cổ phiếu DG là đang vận động giống DG trong cái giai đoạn là giữa năm 2023 anh chị có hàng thì nắm giữ thôi và cổ phiếu DG và cổ phiếu uh, phát đà đấy thì mình cũng có chia sẻ rồi là những cái cổ phiếu này sẽ xuất hiện những cái mẫu hình đó là mẫu hình tam giác và mẫu hình VCP anh chị nào chưa theo dõi thì có thể xem lại dõi lại trong cái video của mình vừa và những cổ phiếu này thì trong nhóm khách hàng của mình thì cũng đã lấy vị thế từ trước rồi thì trong những cái phiên sắp tới sẽ thêm thanh khoản của cổ phiếu như thế nào và quyết định có gia tăng đối với nhóm này không. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua về các cổ phiếu chứng khoán thì đối với những cổ phiếu chứng khoán mình đánh giá là xu hướng nó uh, không khỏe bằng các cổ phiếu bất động sản bởi vì dòng tiền vào cuối phiên ấy nó chưa được mạnh mẽ. Trong đó thì chỉ có ba cổ phiếu mình đánh giá là tích cực nhất đối với các cổ phiếu chứng khoán đó là cổ phiếu MBS, thứ hai đó là cổ phiếu BSI và thứ ba là cổ phiếu HCM. Đó HCM này, MBS này và cuối cùng là cổ phiếu BSI là ba cổ phiếu mình đánh giá là khỏe nhất trong nhóm chứng khoán. Thì đối với những cổ phiếu khỏe nhất thì anh chị thấy được cái yếu tố sút chân rất là quyết liệt của cổ phiếu ai trước đó là cái nhịp tăng rất là khỏe này sau đó là quá trình rũ lại thì tạo đóng cửa tạo được cái cây nến búa này cây nến búa này thể hiện được là trong phiên cổ phiếu có giảm điều chỉnh nhưng dòng tiền vào đắt váy rất quyết liệt đóng cửa ở cái mức gần cao nhất phiên thì đối với cổ phiếu biết ai này nếu như trong những phiên sắp tới ấy, cổ phiếu đi lang ngang tích lũy phong thấp anh chị chưa có hàng thì mua mới vẫn rất là được còn nếu như cổ phiếu kéo luôn thì khi đó là qua điểm mua rồi anh chị không mua nữa thì anh chị sẽ chú ý những cổ phiếu kênh dưới ví dụ như mbs này hay là bsi này cũng đều rất đẹp mình thấy cái nền của cổ phiếu MBS đấy Thứ nhất là cái nền của cổ phiếu là đã kéo dài Nếu như nhìn từ cái giai đoạn này này Đó từ giai đoạn tháng 9 này Cho đến hiện tại là đã là tháng 1 rồi Thì cổ phiếu đã có quá trình tích lũy khoảng tầm 4 tháng rồi Một cổ phiếu mà quá trình tích lũy 4 tháng Thì đã đủ điều kiện để cổ phiếu bước vào một con sóng rồi Chỉ chờ cái yếu tố dòng tiền lan tỏa đến ngành chứng khoán và thôi Về dòng tiền đã có cổ phiếu ai rồi Tiếp theo mình đánh giá cái cổ phiếu chạy sau ai rất có thể là MBS Vì cổ phiếu gần đỉnh cũ có quá trình tích lũy đủ đâu và phiên hôm nay là có dòng tiền và rất là tốt thì cổ phiếu MVS rất có thể sẽ chạy theo biết ai tiếp theo là cổ phiếu SSI cũng vậy này SSI cũng rất là khỏe này nhưng mà cái xu hướng của SSI ấy là lên thì cổ phiếu sẽ lên về kháng cự này lên về kháng cự khoảng tầm 36 này sau đó cổ phiếu sẽ bắt đầu là xử lý cản và đi ngang tích lũy quanh cái vùng này đối với là cổ phiếu SSI hay SS này SSS thì sẽ lên khoảng tầm quanh cái vùng giá 20 sau đó là xử lý cản cổ phiếu sẽ chưa thể tăng một bạch được đâu mà lên vùng này thì sẽ bắt đầu là trứng lại và sau đó thì mới có thể là tích lũy và tăng tiếp VCI cũng vậy thì đa số các cổ phiếu chứng khoán trước hết là sẽ phải về lại cái vùng cản cũ VCI thì có cái vùng cản quanh 44 thì cổ phiếu sẽ về cái vùng này và cổ phiếu xử lý trước mắt đấy là anh chị sẽ chú ý ba cổ phiếu MBS BSI và cổ phiếu vị cổ phiếu um, MBS, BSI và HCM cho mình bởi vì đây là ba cổ phiếu khỏe nhất tiếp theo ấy, chúng ta sẽ đi qua về nhóm thép thì phiên hôm nay có cổ phiếu HPG uh, có dòng tiền và rất là mạnh vì cái thông tin ra kết quả kinh doanh tăng hơn khoảng tầm 200% so với cùng kỳ năm ngoái thì dòng tiền vào đẩy giá rất là quyết liệt thì những phiên sắp tới nếu tích cực nhất thì HPG nên không nên phủ nhận lại cây nến ngày hôm nay mà cổ phiếu nên tái tích lũy đi ngang này là cái tích cực nhất hoặc là cổ phiếu có thể là kéo vượt rất cái cản này luôn đây có thể là cổ phiếu sẽ vượt rất cái cản quanh vùng giá 29 này luôn thì là tích cực nhất còn không thì cổ phiếu sẽ là đi ngang quanh cái vùng này sau đó thì mới break, còn NKG hôm nay thì có sự nghỉ ngơi và chững lại thì cổ phiếu NKG nghỉ ngơi thì cũng là một điều tất yếu thôi bởi vì cổ phiếu là cổ phiếu chạy trước thì cổ phiếu trứng lại để nhường các cổ phiếu chạy sau, ví dụ như HSG hay là VGS hay là HPG tăng thì đối với các cổ phiếu chứng khoán và các cổ phiếu thép thì xu hướng vẫn rất là tích cực. Anh chị có hàng nắm giữ, còn mọi người hạn chế là đảo qua mua ngân hàng bởi vì mua ngân hàng hiện tại mình đánh giá là chưa chắc là anh chị đã có cái lợi nhuận cao và anh chị kiên nhận nắm giữ các cổ phiếu midcap đâu. Đó là cái chia sẻ của mình về các cổ phiếu midcap để anh chị nào đang nắm giữ các cổ phiếu này thì anh chị yên tâm có thể là yên tâm nắm giữ tiếp và không bán cổ phiếu ra trong cái quá trình mà cổ phiếu đang đi ngang tích lũy như thế anh chị bán ra cổ phiếu chạy thì sẽ rất là tiếc đó nếu anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like video và subscribe kênh nhé còn anh chị nào à, muốn đồng hành cùng với mình trong nhóm khách hàng để mình hỗ trợ quá trình mua bán điểm mua trong phiên hay là những cổ phiếu khỏe và muốn được báo điểm mua sớm nhất thì anh chị có thể liên hệ với mình qua zalo số điện thoại mình để trên màn hình để mình thêm anh chị và các bạn vào nhóm khách hàng điều kiện chỉ cần mọi người có tài khoản VPS và gắn đi của mình là được. Hiện tại thì bên mình vẫn đang liên tục tuyển dụng cộng tác viên làm việc trong lĩnh vực chứng khoán. Nếu như mọi người muốn làm việc trong lĩnh vực chứng khoán hoặc là có đam mê về chứng khoán và muốn cải thiện thêm kỹ năng đầu tư hay là muốn phát triển khách hàng ở mảng chứng khoán này thì có thể là đồng hành cùng với mình và cùng với team mình nhé. Thì uh, anh chị có thể liên hệ với mình qua Zalo để mình hỗ trợ thêm chi tiết về công việc. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi view đến thời điểm hiện tại. Chúc anh chị và các bạn một có quá trình đầu tư thật thành công và hiệu quả.